Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Clip này mình sẽ chia sẻ sơ sơ cho các bạn. Bạn nào mà chưa biết thì cái cách mà sử dụng cái dàn sới máy nổ cho các bạn để sới ruộng nha. Thì cái dàn sới này chạy bằng cái đầu máy nổ dầu, chạy dầu diesel các bạn. Như các bạn thấy thì mình giới thiệu từ bên này vô. Từ ở phía tay cầm trước nha, là cái này là cái tay ga nha các bạn, nghĩa là giảm ga này, tăng ga này. Khi mà các bạn quay máy nổ thì các bạn tăng ga rồi các bạn nổ, rồi muốn chạy nhanh các bạn tăng ga lên, tăng ga, nói chung là tăng ga. Cái này là chuyển hướng nha các bạn, bóp bên phải, nếu mà đi tới bóp bên phải thì nó sẽ chuyển sang bên phải, còn bóp bên trái thì nó sẽ chuyển sang bên trái. Còn cái này là cái côn nha các bạn, kéo côn. Có nghĩa là các bạn muốn vô số, trước khi các bạn vô số hay trả số gì đó thì các bạn phải kéo côn rồi các bạn mới điều chỉnh số nha. Cái này là cái điều chỉnh cái dàn sới các bạn, có nghĩa là quay nó cao thấp, quay sang bên trái, quay sang phải thì nó xuống, còn quay sang trái thì nó xuống nha các bạn, quay sang bên trái xuống, còn quay sang phải thì nó lên nha. Thì nói chung là các bạn cái này nó cũng đơn giản thôi, các bạn quay nó có hai chiều thôi, quay lại. Nếu mà các bạn thấy quay giờ nó xuống thì các bạn quay xuống, còn nếu bạn quay giờ nó lên nha. Rồi cái này hộp đựng đồ nghề, nói chung không có gì to tát. Còn cái này là cái cần số này, thì nó có các bạn thấy là số 1, số 2, số 3 và số lùi nha các bạn. Thì vô này là số 1 ha, vô này số 2. Cái này phải chạy thì nó mới vô được các bạn, nhiều khi nó hơi kẹt, đứng yên một chỗ nó hơi kẹt nha. Thì cái này số 1, số 2, số 3, đây số lùi. Còn cái này cần nhanh chậm này. Cần này cần nhanh chậm, có nghĩa là khi mà các bạn để vậy á là nó chạy số là 1 2 3, còn muốn số nhanh này thì các bạn gạt sang bên bên phải ha. Các bạn vô số cái cần nhanh chậm thì nó sẽ chạy nhanh chậm nha. Khi đó là số này thành là số 4. Số này là 5. Số này sẽ là số 6 nha các bạn ha. Và phía bên dưới là cái điều khiển dàn sới ha. Nó cũng có nhanh chậm ha, bên này nhanh bên này chậm, bên này chậm bên này nhanh chứ ha. Đó, cái này điều khiển dàn sới nha, sới nhanh sới chậm. Rồi ok, đó là cái cần số. Còn phía trước này thì các bạn chỉ quan tâm tới là cái áp này thôi ha. Cái áp thì các bạn thích kêu cái gì, cái e, cái lê, cái gì các bạn kêu nha. Thì các bạn kéo cái này, khi mà các bạn quay á thì các bạn sẽ kéo nó lên rồi các bạn mới quay đúng không. Các bạn gạt cái cần này rồi các bạn quay nó nổ ha. Giờ mình bắt đầu mình quay nha. Cái này là cái tay quay các bạn, đây là tay quay, thì các bạn cầm tay quay cầm chắc nha, quay phải cầm chắc chắn chứ không là cái này quay nó trượt cái tay quay là nó bay rất nguy hiểm các bạn. Rồi ok, bây giờ mình quay máy nổ nha các bạn. Mình tăng ga lên trước, hồi nãy mình tăng ga lên sẵn rồi. Trước khi mình sử dụng cần số thì mình sẽ kéo côn lên trước nha các bạn. Sau khi quay máy nổ này mình kéo côn này. Còn cái này mình điều chỉnh tay ga này, chỉnh cho ga nó nhỏ lại, nhưng mà đừng có để cho nó tắt máy nha các bạn. Rồi mình sẽ vô số máy sới nha. Mình sẽ vô số sới nha. Rồi bây giờ mình sẽ xuống côn từ từ. Mình xuống cái côn từ từ, mình coi là cái dàn sới nó chạy nha. Các bạn thấy không? Bây giờ mình thử cái số bên này. Rồi ok. Vậy là số bên này là số chậm nha các bạn. Cái này là số chậm, còn bên này là số nhanh. Còn các bạn muốn cái xe nó di chuyển tới thì các bạn phải vô số. Ở đây là mình sử dụng là số 3 nhé. Rồi bây giờ mình sẽ thả côn từ từ xuống để cho xe nó chạy tới.
Cho nó ăn đi. Đứng xích lại, lại gần đi. Năm, năm, năm.